cảng cá Tam Quan ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Cảng cá này có sức chứa tối đa khoảng 1.200 tàu, nhưng chỉ riêng số lượng tàu cá của thị xã Hoài Nhơn đã lên đến 2.400 tàu. Đó là chưa kể vào mùa mưa bão, khu neo đậu Tam Quan còn phải tiếp nhận thêm từ 250 đến 300 tàu của ngư dân các địa phương khác vào tránh trú bão. Khó khăn là do lượng tàu của thị xã Hoài Nhơn là quá đông, cái cửa để mình ra vào là nó là khó khăn, cần là nạo quét lòng sông gần khu cảng cá là chỉ cho bà con vô cảng cá ra vào là thuận tiện. Còn tại Phú Yên, cảng cá Tiên Châu ở huyện Tuy An được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 1 năm 2021, đáp ứng các tiêu chuẩn cảng cá loại 2. Thế nhưng điều đáng nói là mặc dù cơ sở hạ tầng cảng cá đã được đầu tư, song các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá chưa chịu di dời vào cảng cá để hoạt động. Chưa có cái cơ sở hạ tầng mà để mà phục vụ đá, chỉ có một cây dầu thôi. Mình chưa có quy tụ lại được những cái đầu đậu đó mà về đây. Nhưng mà hiện nay nếu muốn lấy dầu thì tụi tôi cũng phải canh nước lớn chạy xuống dưới kia lại, đó, hoặc là lấy đá, nó là cũng như vậy. Và cũng đề nghị huyện Tuy An hỗ trợ là những cái nơi nào, những cái bến nào mà tự phát không có nằm trong quy hoạch của huyện thì đề nghị là phải giải tỏa, phải thu hồi để mà đưa họ vào trong cái cảng cá Tiên Châu được quy hoạch, được công bố. Có một thực tế hiện nay là hạ tầng cảng cá ở các địa phương Nam Trung Bộ chưa theo kịp yêu cầu phát triển của nghề cá. Cơ sở hạ tầng tại các cảng cá chưa được đầu tư đồng bộ, khiến việc thực hiện các biện pháp quản lý tàu thuyền, quản lý chất lượng sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Nếu không sớm khắc phục những tồn tại hạn chế, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng sẽ khó có thể chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, bền vững.